Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của điểm máy Bình Sơn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một chi tiết lắp cho máy gặt quả, cụ thể đó chính là phần bút lọc gió và dành riêng cho máy Hu 541 hoặc là 143. Và để nói về chi tiết này thì đây là một chi tiết vô cùng nhỏ để cấu thành như một chiếc máy gặt quả, và công dụng của chúng mang lại thì lại cực kỳ vô cùng là quan trọng, và chúng giúp cho hỗn hợp không khí đi vào phần buồng đốt của động cơ được tối ưu hơn và sạch hơn. Và tiếp đến là phần tiếp viện cấu tạo của phần lọc gió này, thì đầu tiên là phần bề ngoài này, bề ngoài thì được làm một lớp casulon này, casulon cực kỳ mềm, và những cái phần via này thì làm vô cùng sắc nét, không có cái tình trạng là bị bao via hoặc là chỉ thừa. Và những cái phần cạnh này được nhô ra này, giúp các bạn ốp khít hơn vào phần boe, vào phần boe này. Và tiếp theo là phần lọc gió giấy này, thì được thiết kế dưới dạng là giấy xếp, giúp cho tránh được cái tình trạng là bị bụi mịn đi vào phần buồng đốt, cũng như là giúp tối ưu được hỗn hợp không khí được vào sạch hơn, cũng như là tối ưu không khí vào hiệu quả hơn. Và để đánh giá được chất lượng thì mình sẽ lồng ghép vào một video chi tiết về sản phẩm, các bạn hãy cùng đánh giá về chất lượng. Nếu bạn có nhu cầu hãy cập nhật thông tin dưới phần mô tả. Hãy like và subscribe kênh để đón chờ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.